Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ bảo dưỡng cho con AB 125 nha. Xe này thì em trai ghé giúp mình lên thêm họng ga coi gió lớn. Nồi thì cũng làm full một bộ bên mình rồi. Đó, thợ mình đang gắn cái họng TA vô nè anh em. Đồ zin là anh em sẽ đem về nha. Ngoài ra thì em trai có mở tua ECU luôn nha anh em. Reset ECM luôn. Đó. Anh em làm bên mình sẽ được mở miễn phí nha. Rồi tiếp theo là tới AB 110. Xe này làm ở đâu nồi mình tháo ra nguyên một bộ đồ lô hết luôn nha anh em. Nên mình sẽ thay nguyên một bộ mới bên mình. Đó, cũng full một bộ trước sau luôn. Xe này người lớn đi nên mình sẽ canh đi êm thôi. Rồi tiếp theo là tới con Vario 125 nha. Xe này chạy hết nước làm mát, hết nhớt luôn. Nên mình sẽ rút ra bảo dưỡng đầu lòng. Nhớt thì còn một chút xíu nên hên là nó chưa có lớp bê nha anh em. Rồi anh em nào bảo dưỡng xe, làm nồi nâng cấp thì ủng hộ shop mình nha.